5 điều tuyệt đối không nên làm sau khi ăn. Trong xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều người trong số chúng ta thường xuyên cảm thấy thiếu thời gian làm việc, nhưng điều đó lại không làm ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta thường có thói quen hút điếu thuốc, nhâm nhi ly trà, làm một giấc ngủ sau bữa ăn hay đi tắm. Có thể bạn không biết rằng đây là những thói quen rất có hại cho sức khỏe. Khi đã trải qua các vấn đề về tiêu hóa, bạn mới nhận ra rằng bảo vệ hệ tiêu hóa của mình là một việc vô cùng quan trọng, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống lẫn công việc hiện tại. Vậy nên làm gì sau bữa ăn? Trong vòng ít nhất 30 phút sau khi ăn cơm xong, các bạn tuyệt đối không nên làm 5 điều dưới đây để bảo vệ sức khỏe của bản thân nhé. Đi tắm. Nhiều người có thói quen đi tắm ngay sau khi ăn mà không biết rằng việc này làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đầy bụng, khó tiêu và không thoải mái trong một thời gian dài sau đó. Sau khi ăn cơm, dạ dày yêu cầu rất nhiều năng lượng và lưu lượng máu để phục vụ cho hệ tiêu hóa hoạt động. Lúc này nếu bạn đi tắm ngay, lượng máu ấy sẽ chuyển bớt sang phục vụ cho hoạt động cơ thể, phải truyền thêm máu đến các vùng da ở cánh tay và chân nhiều hơn mức bình thường. Điều này có thể phá vỡ quá trình tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn chậm lại và làm chậm sự lưu thông máu trong cơ thể, do đó sẽ không cung cấp đủ máu cho hệ tiêu hóa. Cụ thể là, khi tắm rửa kỳ cọ, mạch máu giãn nở ra, máu sẽ lưu thông mạnh hơn đến các chi, chứ không tập trung về các cơ quan tiêu hóa và nội tạng, khiến cho quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng. Về lâu dài, thói quen này sẽ hại đến dạ dày. Còn đối với những người từng mắc mỡ trong máu, bệnh tim, cao huyết áp, tắm ngay sau khi ăn có thể gây biến chứng. Do vậy, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên chờ khoảng 30 phút sau khi ăn rồi hãy đi tắm để thức ăn được tiêu hóa tốt hơn. Uống trà. Đối với một số người trong chúng ta, việc uống một tách trà nóng sau khi ăn như một phần không thể thiếu của bữa ăn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng loại thức uống vô hại này có ảnh hưởng đến khả năng cơ thể hấp thụ chất sắt từ thực phẩm, một loại khoáng chất vô cùng quan trọng trong cơ thể người. Hơn nữa, uống trà ngay sau khi ăn cơm sẽ làm loãng dịch vị dạ dày, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa và hấp thụ các thành phần dinh dưỡng. Trong lá trà xanh có chứa axit tannic, sau khi ăn cơm xong uống trà, dạ dày chưa tiêu hóa hết protein đã phải tiếp nhận axit tannic từ trà xanh. Hai chất này kết hợp với nhau tạo thành kết tủ khó tiêu hóa, ảnh hưởng đến việc hấp thụ protein trong cơ thể. Vì vậy, trẻ con, phụ nữ mang thai và những người từng bị thiếu chất sắt nên tránh uống trà sau bữa ăn 1 giờ đồng hồ. Ngủ. Rất nhiều người thường xuyên ăn muộn vào ban đêm và đi ngủ ngay lập tức. Điều này cũng có thể xảy ra vào buổi trưa, vì sau ăn chúng ta thường rất dễ buồn ngủ. Câu chuyện bí ẩn về việc ăn trước khi đi ngủ là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng thừa cân từ lâu đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, rõ ràng chúng ta không nên bỏ qua những ảnh hưởng còn lại có thể gây ra cho cơ thể. Giấc ngủ sẽ ép toàn bộ cơ thể giảm công suất hoạt động. Theo đó, hệ tiêu hóa sẽ không tiêu hết được thức ăn, thậm chí thức ăn trong ruột qua đêm còn có khả năng nhiễm khuẩn, gây hại dạ dày và ruột. Việc ngủ ngay sau khi ăn là không tốt, bởi thức ăn sẽ không được tiêu hóa đúng cách và lúc thức dậy bạn sẽ có cảm giác nóng rát trong miệng và cổ họng. Điều này là do dịch tiêu hóa chảy vào thực quản thay vì dạ dày khi bạn đang nằm. Bên cạnh đó, ngủ khi vừa ăn no là nguyên nhân gây ra những triệu chứng như ở nóng, ói mửa và có độ axit cao. Ngoài ra, các chuyên gia đã chứng minh rằng việc ngủ thường xuyên ngay sau bữa trưa hoặc bữa tối làm tăng nguy cơ gây đột quỵ. Tốt hơn hết, bạn nên đi ngủ sau 2 tiếng vừa ăn no. Tập thể dục. Rèn luyện sức khỏe là tốt, nhưng các chuyên gia khuyên bạn không nên tập thể dục ngay sau bữa ăn. Bởi lượng thức ăn chứa trong dạ dày có thể gây cảm giác khó chịu như nứt cục, buồn nôn cũng như các hậu quả nghiêm trọng tăng nguy cơ chấn thương và co giật. Nếu không thể chờ được đến khi tập thể dục thì tốt hơn hết, bạn nên đi bộ nhẹ nhàng và bắt đầu tập thể dục ít nhất 2 giờ sau đó. Bởi thực hiện các bài tập mạnh ngay sau bữa ăn có thể gây trào ngược axit, nứt hay buồn nôn. Hút thuốc lá. Nhiều người cảm thấy hút thuốc sau bữa ăn sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng hút thuốc luôn có hại cho sức khỏe của bạn bất cứ lúc nào. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư và nếu bị hội chứng ruột kích thích, loét dạ dày hoặc viêm đại tràng, bạn nên tránh xa thuốc lá sau khi ăn. Hút thuốc chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Hầu hết tất cả các hệ thống bên trong cơ thể đều liên quan đến quá trình tiêu hóa chủ động. Hút thuốc sau bữa ăn khiến cho các chất có hại trong thuốc lá dễ đi vào cơ thể hơn. Chất nicotine trong thuốc lá được hấp thụ nhiều gấp đôi bình thường. Bởi sau khi ăn cơm, dạ dày và ruột co bóp mạnh, tuần hoàn máu nhanh hơn, hút thuốc lúc này sẽ khiến cho chất độc trong thuốc lá xâm nhập vào máu nhanh và nhiều hơn gấp 10 lần.
Lúc này khả năng cơ thể hít khói thuốc độc hại là cao nhất, do đó sẽ càng làm tăng mức độ gây tổn hại đối với sức khỏe con người. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học còn chứng minh rằng thuốc lá có thể ngăn ngừa việc hấp thụ vitamin và khoáng chất, bao gồm canxi, vitamin C và vitamin D, làm giảm tác dụng của những bữa ăn lành mạnh. Dĩ nhiên, tốt hơn hết là nên bỏ hút thuốc lá. Nhưng nếu bạn liên tục hút thuốc và không thể ngừng hút sau bữa ăn thì hãy cho cơ thể tiêu hóa thức ăn một cách lành mạnh trong 20 phút nhé. Việc hút thuốc lá sau khi ăn còn làm giảm tiết mật, các proteinase và axit carbonic của tuyến tụy. Đặc biệt, hút thuốc sau khi ăn còn làm cho công năng của dạ dày bị rối loạn, là nguy cơ tiềm ẩn của các bệnh viêm loét dạ dày, bệnh phổi, bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch.